Công an huyện Duy Tiên Hà Nam vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Thái 1987, trú tại xóm Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11 tháng 10, Thái dãy taxi của anh Phường V. H. trú tại Nam Định, là bác tài taxi của hãng Mai Linh, tại đường Nguyễn Xi, quận Thanh Xuân, Hà Nội và đòi hỏi trở về Hà Nam. Khi anh Nguyễn Bác Tài đến đoạn đê sông Hồng, thuộc địa phận xóm Tiên Ngoại huyện Duy Tiên, đối tượng đã bất thần dùng dao nhọn khống chế, tóm anh này mở dí rồi cướp đi 1,2 triệu đồng. Sau khi cướp được số tài sản trên, nam nghi phạm kế tiếp khống chế, đòi hỏi Bác Tài di chuyển tiếp. Khi xe chạy đến đoạn đô thị Hoài Mạc huyện Duy Tiên, Hà Nam, có đông người qua lại, anh Nguyễn nhanh trí đạp phanh cấp tốc, khiến đối tượng ngồi trên xe không kịp trở tay, đồng thời mở cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người cứu giảng giúp. Thấy vậy, Thái dội xuống xe bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô cướp của Bác Tài, người dân sinh sống gần khu vực và lực lượng tác dụng công an huyện Duy Tiên đang tuần tra gần đó đã lập tức truy đuổi, tóm gọn đối tượng. Hiện vụ việc đang được cơ quan tác dụng điều tra và làm rõ.